Rồi, và bây giờ bắt đầu đổi hình lên. Nếu như các bạn không biết thì mở đây vừa xem vừa làm luôn, không sao hết, không có vấn đề gì đó. Mình xem dưới này người ta hướng dẫn, lít chuột phải nè, chọn vi sinh nè, rồi chọn vô phần màn hình nè, chọn cái kiểu hiển thị nè đó. Như vậy thì chúng ta làm tương tự, lít chuột phải, chọn ở đây, đây hình nền, background. Chúng ta có thể là chọn background gì, background có sẵn hay là background mình tìm ở đâu đó trên mạng, đúng không? Ví dụ mình sẽ tìm ở trên mạng, mình đưa vô, ví dụ ha, rồi mình tìm một cái ví dụ như thế đó. Rồi mình set cho nó theo kiểu là gì, set kiểu gì đó. Như vậy là mình đã set được cái background cho cái máy tính của mình, và coi như mình đã làm xong câu 1. Được không? Rồi. Như vậy mình quay phim thôi nha, chưa làm gì đến quật hết nha. Rồi mình lấy cái màn hình mình quay phim đi. Và nếu như mà bạn đang làm tiếp thì mình cứ để mình quay. Còn nếu như mà mình làm hết câu 1, nghỉ, không làm nữa thì chúng ta chọn stop. Stop. Và stop ha. Và mình làm bài 2, mở bài 2 lên. Tạo thư mục mô tả bên dưới và vào LMS ha, thư mục của mình. Thư mục của mình là FPT Polytechnic. Như vậy thì mình làm tương tự, ví dụ như máy của thầy chỉ có ổ C thôi. Thầy tạo thư mục FPT Polytechnic. Đúng không? Mình click chuột phải, chọn New Folder, chọn tạo thư mục là biết rồi đúng không? Rồi New Folder, chọn tin học cơ sở. New folder, chọn lab. Đúng không nào? Và các bạn hôm trước là thầy đã ví dụ cho các bạn rồi đó. Và chúng ta sẽ vào LMS. Chúng ta tìm đến cái thư mục của mình để tải về. Đó, như vậy thì quan trọng là internet có cho thầy vô được hay không thôi. Nếu vào được thì chúng ta sẽ tải, còn không thì hôm trước thầy đã hướng dẫn phần này rồi ở trong cái clip trước ha. Bạn nào mà chưa chưa biết thì vào cái clip trước để xem, đúng không nào? Vào clip trước để xem. Mà có vẻ này là không ổn rồi đây. Thì trong quá trình mà em quay video, em cho thầy thấy là LMS sập. Ok, bởi vì mình đảm bảo là đúng deadline. Thì nếu mà mình quay lúc đấy mà LMS đang sập thì đúng thời gian này, nhìn có thời gian thì ok thôi. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ vào vào kho học liệu để chúng ta lấy tài liệu. Như vậy cái đoạn này thì các bạn xem ở video trước đi để cho nó ngắn lại ha. Rồi ok. Rồi như vậy đối với bài 6 nè. Bài 6. Các bạn làm và tí nữa sẽ cho các bạn thấy là làm sao để nó xuất hiện chữ Ctrl X, chữ Ctrl C, chữ Ctrl V. Nó xuất hiện trên cái Camtasia của các bạn luôn. Đó. Như vậy giả sử chỗ này mình chưa, mình ở bên ngoài này đi, cái này chưa có nè, Ctrl X. Rồi ví dụ mình muốn chuyển cái assignment này vào, Ctrl X mở ra, Ctrl V. Muốn nhân bản nhấn Ctrl C, Ctrl V, và mình sẽ thực hiện được các phím nóng ở trong này. Và mình cứ làm đến sau khi mà mình thực hiện xong thì mình có được một cái đoạn video cho bài 6 của đây. Các bạn thấy là đối với lại video, khi mà thầy quay thầy có chèn cái hình vào, chèn cái camera vào thì nó có camera ở đây.
Rồi, đây là bài 2, đây là bài 6. Như vậy các bạn, chỗ này mình thấy nó dài đến đây đúng không? Mình nhấn Ctrl, kéo chuột. Giống như nó đang zoom lại thôi, chứ không phải là cái đoạn video nó ngắn, nhưng mà nó chỉ view lại cho mình thấy là ngắn lại. Kéo cái đoạn này xuống dưới. Khi các bạn kéo xuống thì nó có hai kênh. Một kênh là hình ảnh, một kênh là âm thanh. Mình có thể tắt kênh âm thanh này không nghe tiếng, mình có thể tắt kênh hình ảnh không thấy hình. Đó. Rồi, đây là bài 3, bài 2, và mình chèn tiếp những cái đoạn video mà mình quay trong trong lab, mình chèn xuống, được chưa? Nếu như chúng ta làm lab 1 thì chỉ cần như vậy là đủ. Mà nếu hay hơn nữa thì chỗ này là mình đang có video đầu tiên, các bạn mở cái phần Cornell này ra, các bạn đặt cho thầy chỗ này. Đó. Bạn có thể setup cho nó màu mè gì đó, bạn setup cho nó ha. Và chỗ này bạn để là bài 1. Bài 1. Setting color. Setting này, setting. Đó. Chọn các cái hiệu ứng của đối tượng làm mờ. Còn nào, còn không thì mình kéo cái này. Kéo đây. Có màu sẵn. Kéo đây. Được chưa? Bạn có thể để màu trắng hoặc là bạn có thể để ở đây, ví dụ như mình để màu đi cho nó dễ thấy. Chỗ này mình để là bài 1. Thì khi mà bạn chèn cái Cornell này vào, chèn Cornell này vào thì nó sẽ cho bạn ở đây nè. Đây Cornell của mình nè. Đó, khi mình chèn vào thì nó nằm ở trên track 4. Mình có thể kéo xuống track 3. Và mình nhấn Ctrl để mình kéo lớn lên. Đây, nó nè. Và đây là thời lượng. Thời lượng. Như vậy ở chỗ này là thời lượng của chúng ta đến đây đã hết. Bạn muốn cho cái canal này nó dài đến đâu thì bạn kéo đến đó. Kéo ở dưới này không phải là làm cho rộng cái canal này ra, mà kéo để tăng cái thời lượng hiển thị lên. Hiểu được chỗ này không? Rồi, bạn muốn kéo cái canal dài ra thì bạn kéo ở trên này. Còn ở dưới là kéo tăng giảm thời lượng. Đó. Như vậy mình đã xong phần bài 1. Ví dụ qua bài 2, mình sẽ đặt một cái canal ở đây. Chỗ này kéo con trỏ đến đây. Mình để chỗ này là bài bài 2. Được không? Tương tự như vậy, mình có thể nhấn Ctrl rôn chuột để cho nó nhỏ lại, và chỗ này mình để là bài bài 6. Bài 6. Và cái chỗ hồi nãy thầy nói, rồi cái nữa là các bạn nghe cái giọng nó hơi có nhiễu, các bạn sẽ sử dụng ở phần More, Visual, âm thanh, đâu rồi? Âm thanh, Audio. Bạn sẽ Noise Remove, kéo xuống, bạn thả xuống. Ở đây nó có 3 đoạn âm thanh, cho nên mình thả đoạn âm thanh nào thì đoạn âm thanh đó nó được khử nhiễu. Rồi mình nghe thử hai đoạn ha.
ta lấy tài liệu. Như vậy cái đoạn này thì các bạn xem một video trước đi để cho nó ngắn lại ha. Rồi ok. Rồi như vậy đối với bài 6 nè. Nó Bài trong 6. hơn, Các bạn làm và tí nữa sẽ cho. nó ít rè hơn, nhất là ở nhà các bạn mà ngồi trong phòng mà có quạt máy á là nghe cái tiếng xào xào rất là nhiều. Vậy thì mình dùng cái này mình khử nhiễu đi thì nó bớt cái tiếng xào. Rồi Máy là làm sao cho nó xuất hiện chữ Ctrl X. đây, ví dụ thầy nghe Ctrl X nha. C thì Ctrl V. Nó xuất hiện trên cái cặp tăng. Rồi, ví dụ mình muốn chuyển cái sang mình đi vào Ctrl X. Rồi, nghe chữ Ctrl X ha. Như vậy bạn muốn cụ thể cái chữ của mình nó nằm chỗ nào thì mình zoom cho nó lớn lên. Thấy không? Thấy cái chữ của mình nó theo cái biểu đồ của cái âm thanh ha. Sang mình đi vào Ctrl X. Thấy không? Như vậy chỗ này nè, Ctrl X là chỗ này nè. Rồi, như vậy các bạn sẽ chèn cái canal này vào bằng cách chèn bàn phím, thấy không? Thấy chèn bàn phím không? Bấm vô đây. Control nè. Rồi ok, nhấn control. Kéo vô. Và tí nữa mình xuất ra phim là cái chữ này nó nổi lên luôn á. Rồi bây giờ người ta để control A. Control A. Mình lấy chuột phải, mình chọn show property. Thấy không? Thấy show property không? Hồi nãy là 2 giờ show. Hồi nãy nó không có thì mình chọn là show property. Bên này nó để là control A, mình cần là gì? Control thì nhấn control, nhấn X. Bên này thì bên này nó tự đổi nha, chứ không phải là mình đổi chữ gì hết. Mình nhấn Ctrl X bên này. Ví dụ như bạn muốn thì nhấn Ctrl Shift X. Ctrl Shift Antenna X. Nó tự động nó sinh ra cho mình. Còn cái mình cần là Ctrl X, được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã có được chữ Ctrl X. Bây giờ Ctrl X mở ra Ctrl V. rồi. Như vậy chữ Ctrl X này là hơi hơi dài. Như vậy chỗ này chúng ta Ctrl. rồi Ctrl X đến đây dừng và chúng ta thêm Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V muốn nhân bản nhấn Ctrl C. Rồi, chỗ này. Rồi, tương tự như vậy ha. Chúng ta có Ctrl C. Đó, tương tự như vậy. Rồi, tạm thời là chúng ta có 3 nút. Muốn chuyển cái sang mình đi vào Ctrl X mở ra Ctrl V. Muốn nhân bản nhấn Ctrl C Ctrl V. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ điều chỉnh và chúng ta có được cái video của chúng ta. Được không? Rồi, sau khi mà chúng ta hoàn thiện như vậy thì chúng ta sẽ xuất phim. Xuất phim. Được không? Xuất ha. Như vậy chúng ta sẽ lên ở cái phần share nè. Chúng ta chọn xuất phim. Nhớ là mình có vừa xuất phim vừa upload YouTube, nhưng đừng làm chung hai việc đó một lúc. Làm như vậy máy nó chạy rất chậm. Các bạn xuất phim trước rồi upload YouTube sau. Chứ có nhiều bạn vừa xuất phim vừa upload YouTube luôn là chọn ở dưới này. Chạy chậm lắm. Nhiều khi treo luôn. Tốt nhất là xuất phim trước đi.
Ok. Nó hỏi là cái phim này độ phân giải nhiêu? Mình để mặc định ha. Mặc định. Chọn nét. Ở đây xuất ra định dạng MP4. Được không? À, còn cái nữa. Là thôi được rồi. Chọn nét. Rồi, chỉ thư mục lưu. Chỉ đến đâu? Ổ C. Lắp 1. Lắp 1 MP4. Được không? Rồi, ok. Còn không thì chỗ này mình để chỗ mình là số thứ tự mã số sinh viên luôn đi. 01 PS18301 Bình. Đó, lắp 1 vậy đi cho nó khỏi có bị nhầm lẫn ở đâu hết. Rồi, xuất phim ra. Được không? Xuất phim ra. Rồi, bây giờ mình sẽ làm bài vô quật nè. Làm bài vô quật. Bây giờ phay quật của thầy là có cấu trúc rồi nha. Đừng có làm mất cấu trúc của thầy. Bài 1 lấy cái chữ này bỏ qua. Thay đổi màn hình này máy tính, Ctrl C. Qua đây click chuột phải, dán có chữ A là chỉ sử dụng test thôi chứ không sử dụng format nha. Như vậy mình dán, mình chọn cái chữ A nè, là nó bỏ cái định dạng ở các cái văn bản trước mà nó lấy của văn bản này. Như vậy là chúng ta có bài 1. Bước 1. Bước 1 làm gì? Trong này người ta hướng dẫn mình. Bước 1 click chuột phải. Đây, cứ copy cái này vô. Bởi vì mình mới làm bài lab đầu tiên, mình chưa quen thì mình cứ làm lại cái của người ta là được rồi. Click chuột phải, dán vô, click chuột phải dán chọn cái chữ A nha. Rồi cái hình này đâu ra? Trong Camtasia của mình. Nó đang xuất mất rồi. Như vậy trong cái phim mà lúc nãy mình quay á, nó có cái đoạn này. Mình không cần chụp hình trước, mình cứ quay phim lại đi. Thì tí nữa từ cái phim đó mình xuất cái ảnh ra. Mình lấy cái ảnh đó, mình dán vô Word. Thế là xong, nhanh. Nhanh gọn ha. Sẽ cho các bạn xuất phim và upload YouTube sau. Như vậy thì các bạn về nhà các bạn sẽ làm và các bạn xuất phim và upload YouTube lên cái kênh của mình. Tạo kênh chưa? Tạo đi chứ. Bởi vì YouTube nó cho các bạn thời gian để xác minh kênh. Cho nên nếu mà bạn không tạo sớm á thì YouTube của bạn đến ngày bảo vệ á trên 10 phút nó không cho up đâu. Tạo sớm đi. Tạo càng sớm càng tốt. Tạo cực dễ. Bạn mở YouTube ra. Cái xong ở bên phía trên góc trên bên phải á, click chuột vô, nó yêu cầu là đăng ký tài khoản rồi xong. Vài click chuột là có tài khoản, trở thành YouTuber ngay lập tức. Vài cái lấy chuột là trở thành YouTuber nhanh lắm. Làm gì? Yêu cầu xác minh hả? Làm đi rồi đợi nó xuất tìm phim tí xíu rồi ok. Như vậy sau khi xuất phim xong thì các bạn sẽ có thể xem lại rồi, được chưa? Ok. Và chúng ta sẽ xuất hình nè. Đây, nhìn xuất hình nha. Đây. Rồi các bạn chú ý là
sử dụng hình của các bạn nha, đừng có sử dụng hình trong trong bài nha. Cái này là đây, nhảy đến frame mới nè, các bạn bấm chuột vô đây nha. Như vậy mình đã, chỗ này là mình đã thấy được cái hình này chưa? Khi mà mình bấm vô đây mình kéo là nó nhanh lắm, nhiều khi mình không có focus được ngay cái chỗ mình cần. Như vậy các bạn bấm vô chỗ này. Rồi. Mình thấy được là cái frame này mình cần lấy nè. Lui lại cho nó rõ. Đó. Mình thấy là cái frame này mình cần lấy nè. Control F. Control F nha. F Paris á. Control F. Thì nó hỏi cái frame này là gì. Mình lưu vô cái thư mục lab 1 của mình luôn. Và cái frame này mình cứ để là thời gian vậy cũng được. Ok. Rồi tiếp tục. Rồi chọn vô background. Rồi ví dụ chọn vô pro. Control F tiếp. Lưu. Được chưa? Như vậy thì ở bên ngoài đừng có vội, từ từ đi, để người ta xuống trước hết đi rồi mình xuống. Giờ ra đấy rồi cũng ngồi chờ nè, cũng đứng chờ bất công. Rồi mình có lab 1. Các bạn có một cái hình, hai cái hình. Và mình chèn cái hình này vào. Chèn hình này vào Word. Cái đầu tiên Insert Picture. Chọn ổ C, tin học cơ sở lab 1. Thấy cái hình đầu tiên không? Chèn vào. Được chưa? Bước 2. Insert picture. Chèn cái hình thứ hai vào. Đẹp không? Không cần chụp gì hết, cứ quay phim trước đi. Mà chỉ có Camtasia mới làm được chuyện này. Còn mấy cái khác làm cực lắm. Bạn phải chụp màn hình. Còn cái này Control F là nó tự động nó xuất cái frame nó ra luôn. Nó hay là hay chỗ đó. Control F là nó xuất cái frame nó ra cho các bạn luôn. Được chưa? Rồi sau này vô Word mà các bạn muốn chèn lên cho nó đỏ đỏ xanh xanh giống như trong bài hướng dẫn thì các bạn làm thêm. Còn không thì đến đây là ok rồi. Tuyệt đối 100% nếu mà sử dụng, tái sử dụng lại hình ảnh này không điểm. Được chưa? Tái sử dụng lại hình ảnh này thì coi như không. Có làm đâu. Rồi các bạn nói em làm đây nè, em làm đây nè, không biết. Rõ ràng là trên này, trên Facebook các bạn báo cáo là thầy thấy không làm. Như vậy thì mình quay phim bằng Camtasia xong, mình dùng Control F để mình xuất cái frame nó ra. Và cái frame đó nó sẽ lưu trong cái thư mục này. Và mình cứ lấy cái hình này mình chèn vào là xong rồi. Dễ không? Dễ mà. Thầy nghĩ là dễ. Cái này đâu có sử dụng chất xám đâu. Chủ yếu là xiên thôi. Hả? Nhiều công đoạn quá hả? Có quay phim lại hết. Nếu có thể. Không bật cũng được, nhưng mà video của bạn thì nó sẽ hấp dẫn hơn nếu mà thấy khuôn mặt xinh đẹp của em. Hả? À, làm theo cầu chủ đề. Dưới hướng dẫn người ta chỉ hướng dẫn một vài cái thôi. Còn trên đề người ta yêu cầu đó thì mình làm theo cầu chủ đề. Rồi được chưa? Rồi, các bạn làm xong, các bạn cứ upload cái video này lên. Upload cái video lên. Đó, upload video này lên YouTube. Còn đến bài lớp 2 thì thầy sẽ hướng dẫn thêm tí nữa. Rồi, ok.
Rồi sau khi có video, chúng ta sẽ đăng video lên YouTube. Các bạn vô kênh của mình, chọn tạo, tải video lên. Chọn đến cái video mà chúng ta đã quay lúc nãy. Rồi ok. À, số thứ tự, mã số sinh viên, tên lớp 1 để nguyên. Và các bạn sẽ tạo giúp cho thầy một cái playlist, playlist ha. Tạo cho thầy một cái playlist là lớp 1 luôn, y chang vậy. Tí nữa nếu như bình com 1014 ok, tạo com 1014 xong, không phải của trẻ em, chọn kiếm tiền, tắt. Rồi các bạn đợi tí cho video xử lý ha. Khi mà các bạn có video thì các bạn sẽ lấy cái đường dẫn nè, đường dẫn chia sẻ nè, các bạn lên trên cái file Word của mình á, ngay trên đầu ở chỗ này là thầy để lên YouTube ở mỗi câu, nhưng mà chúng ta quay YouTube cho toàn bài, thấy không, quay YouTube cho toàn bài, cho nên chỗ này các bạn enter xuống giúp thầy lên YouTube. Cái link này là link cho từng bài, còn mình không có xài từng bài thì mình sẽ đưa lên trên đầu luôn. Đó, link YouTube. Chán lên vô, nhớ enter xuống giúp thầy một cái để cho nó có hyperlink, khi mà thầy nhấn control thì click chuột vô là nó nhảy đến YouTube của các bạn liền. Rồi. Và có một vấn đề nữa là khi mà các bạn kiểm tra, để đợi nó upload xong ha, để upload xong, và khi mà kiểm tra bản quyền ở đây nè, kiểm tra bản quyền ở đây báo là không có vấn đề gì về bản quyền thì các bạn ok, nếu có thể thì chuyển sang công khai nhé, chuyển sang công khai để có gì thầy tiện theo dõi cái bài của các bạn. Bình thường thì nó sẽ, sau khi mà kiểm tra xong á, thì nó sẽ báo là video của mình có bị vi phạm bản quyền hay không. Đó, ví dụ như chỗ này là có liên quan đến bản quyền nè. Đó, liên quan đến bản quyền. Thì video chế độ hiển thị xóa, không đủ điều kiện. Đó, những cái video nào mà không đủ điều kiện thì thôi. Rồi, không có ha. Không có thì chúng ta bật lên chế độ công khai. Rồi, chế độ công khai. Và các bạn sẽ có cái link YouTube các bạn đặt ở đây. Được chưa nào? Cứ ngồi đi. Rồi, một điều nữa là các bạn có thể xem YouTube và chúng ta đang có ở câu mấy, và chúng ta làm thêm một bước nữa cẩn thận hơn tí. Trên YouTube của chúng ta, các bạn sẽ mở và xem giúp cho thầy, mở lên đây ha. Rồi và bây giờ bắt đầu. Rồi chúng ta đang ở câu 1 là thời gian đầu tiên, thì vô trong YouTube các bạn sẽ sửa lại ở chỗ này phần detail ha. Các bạn để câu 1 2 chấm,
02.05 chẳng hạn. Câu 2. Câu 2. Rồi các bạn xem thử câu 2 của các bạn ở đâu. Rồi giả sử đây là câu 6 luôn đi. Thì câu 6 của thầy ở 4 phút 07. Thì các bạn sửa lại chỗ này 42.07. Rồi tương tự như vậy là các bạn làm câu 3, câu 4, câu 5 luôn nha. Thầy làm câu 6 luôn. Là trong video của thầy có câu 6 thôi. Câu 2. Câu 3, tương tự như vậy. Rồi, lưu lại. Như vậy lúc này ở trên video của chúng ta, các bạn sẽ thấy là thời lượng. Rồi, bây giờ bắt đầu đổi hình lên. Đây, thời lượng nó sẽ xuất hiện câu 1 ở đâu, câu 2 ở đâu, câu 3 ở đâu, câu 6 ở đâu nè. Đó. Được chưa nào? Nếu như vậy thì chúng ta có không biết cái thời lượng để xem ở đây. Như vậy là sau khi mà các bạn xong thông tin ở trên Word, có đường link YouTube, rồi có thời gian, thì các bạn sẽ set thêm cái thời gian ở trên YouTube của các bạn. Thì thầy sẽ kiểm tra thời gian của từng câu của bạn rất là nhanh. Như vậy là chúng ta đã xong một cái bài tập vừa có video, vừa có file Word. Như vậy chúng ta là xong. Và lấy file Word này các bạn nộp bài lên trên LMS. Ok, xong.